Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương cho biết, Tổng vụ Phòng vệ Thương mại Ấn Độ vừa khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép cuộn không gỉ cán phẳng nhập khẩu từ một số nước, trong đó có Việt Nam. Sản phẩm bị điều tra là thép cuộn không gỉ cán phẳng, gồm các sản phẩm thuộc phân nhóm HS7219, 7220 theo đạo luật thuế quan hải quan năm 1975, trừ các sản phẩm trong phạm vi loại trừ, cụ thể trong thông báo. Thời kỳ điều tra phá giá từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 3 năm 2019, 12 tháng. Thời kỳ xác định thiệt hại trong các năm 2015-2016, 2016-2017 và 2017-2018 và thời kỳ điều tra.